Bây giờ mình đi ra thu hoạch đậu que ha. Mấy bữa rày á trời mưa quá trời luôn, thành ra đậu que nó cũng phát triển tốt lắm. Đây là lần thu hoạch lứa đầu tiên luôn đó các bạn. Cái chỗ mà cái luống đậu que của mình nè, tu nguyên cả chỗ đó luôn đó. Mấy cây ở gần đây nó chưa có trái, ở đằng đẵng mình thấy có trái rồi, bây giờ mình qua mình thu hoạch nè, xách theo cái giỏ này đó, mình qua mình thu hoạch. Đây mình xem nè, đó. Đậu que lùng, đậu kho ve lùng. Cái này không có leo vàng các bạn nè, nè. Cái trái của nó nè. Ở đây cũng có nữa nè, nè. Ra trái rồi. Mình thu hoạch lứa đầu tiên luôn. Bữa nó chưa có lớn. Sau mấy ngày mà trời mưa tầm tã thì nó đã lớn rồi, phát triển trái luôn. Bây giờ mình thu hoạch nó. Wow, đây bụi bụi luôn nè. Đó. Bụi ở đây nữa. Cũng quá trời trái luôn. Nè. Wow, ha. Bây giờ mình thu hoạch bỏ vô cái rổ này. Đó. Từ ở phía ngoài nha. Nè, mình thấy mấy cây nè. Đó. Đây đậu kho ve, còn gọi là đậu que lùng. Cái hoa nó cũng đẹp lắm các bạn, này nó màu tím tím nè. Màu tím tím. Giờ mình thu hoạch nó. Đây là lần đầu mình trồng đậu cô ve luôn đó. Đậu que. Cái giống này. Giống lùng nè. Hồi trước thì mình biết tới là loại leo vàng. Hôm bữa mình có đi cửa hàng mà bán hạt giống cây giống đó. Thấy có bán hạt giống đậu cô ve nè. Lùng nè. Không có leo vàng á, mình mua mình về mình trồng thử xem sao. Cái giống này là của Mỹ đó các bạn, mình thấy bịch ở trên bịch đó nó ghi là xuất xứ từ Mỹ. Như hình đậu cô ve của Mỹ nè, ngon quá, mập mạp luôn đó à. Đây đây đây. Wow. Quá đã quá đã. Đậu cô ve ngon lắm đó nha. Mình thích ăn đậu cô ve lắm. Đậu que. Đậu que này ở Nhật bán cũng mắc các bạn ơi. Khá là mắc á. Đó, đã ha. Đậu cô ve mắc lắm. Thấy vậy nên mình mới trồng nè. Ồ, cái bụi nhiều quá trời luôn. Cái cây này nè. Cái này mà có một cây mà nó ra quá trời trái luôn. Mình phải chùm bao ni lông đen lại đó các bạn. Mình không chùm á là giống như ở đằng đẵng á, cỏ nó mọc lên là thôi rồi luôn á, không còn thấy cây đậu que nữa đó. Đây còn sót lại, đây còn sót lại này. Wow. Đã quá, đã quá.
lần đầu thu hoạch đậu que luôn á. Ồ quá trời luôn. Đây nữa nè, trái nữa. Đó. Cái cây này cũng quá trời trái luôn nè. Đó. Mình dỡ nó lên. Nó không có đứng được nha. Giống như là nó nằm xuống. Nó là một cây nhưng mà nó nằm xuống. Quá trời luôn, đã quá. Ồ, nó non quá, nó gãy rồi. Rồi, tới cái bụi này. Bụi này có mấy trái nè. Hai trái. Ba trái. Rồi, mấy cây này thì nó đang lên. Nó chưa có trái, nó đang lên. Được mấy cây ở ngoài đây. Tại mấy cây ở ngoài đây á, mình trồng trước. Nè, mấy cây ở ngoài đây mình trồng trước nên nó có trái trước. Còn những cái cây này đang lớn nè. Đó. Mà nó chưa có trái. Được nhiêu đây các bạn? Như đây đậu que nè. Như đây ở ngoài siêu thị cũng khá là mắc tiền á các bạn. Mình thu hoạch đậu que xong rồi, bây giờ mình ra mình coi mấy trái bí ngòi á, cái trái nào nhỏ nhỏ vừa vừa mình thu hoạch luôn nha. Để nó bự nó già giống mấy trái kia nữa rồi. Nè. Đây nè, đây là cây bí ngòi vàng nhưng mà nó có màu xanh xanh nữa, nhìn nó cũng đẹp lắm các bạn. Bí ngòi châu Âu, giống của châu Âu. Ôi cái trái kìa, to dễ sợ luôn. Cái trái này đâu có ăn được đâu. Dạ rồi, sơ không à, mình để làm giống luôn. Mưa đó, mưa mấy ngày liên tục luôn, gần cả tuần lễ nên mình đâu có đi ra vườn được đâu. Thành ra giờ nó lớn lên như vậy luôn nè. Bự chà bá luôn đó các bạn. À, bây giờ mình kiếm mấy trái nhỏ nhỏ mình thu hoạch thôi. Thôi trái này đi ha. Đó. Trái nhỏ này nè. Nhìn cái trái nó đẹp hả các bạn ha. Đó. Các bạn thấy nó có hai màu không? Nè, mình bẻ nó đi. Thu hoạch. Nè, bạn thấy nó có hai màu không? Màu vàng và màu xanh à, giống như bí ngòi kiển vậy đó. Bỏ vô cái rổ này. Nè, cái trái này nó bự nè. Bự quá trời bự luôn. Hai trái này bự dữ nữa. Rồi mình để hai trái này làm giống luôn rồi. Sang năm khỏi mùa mình làm giống nó. Cái trái này được nè. Trái này vừa nè. Thu hoạch trái này. Đó. Hai trái. Giờ mình qua thu hoạch bí ngòi xanh. Rồi có trái nào không? Trời, khủng hoảng cái trái này các bạn ơi. Nè. To hết biết luôn á. Trời ơi, cái tay của mình nó chưa được nửa dòng cái trái bí ngòi nữa. Mình đâu có muốn để làm giống đâu. Mà tự nhiên nó bự quá, đâu ăn có được nữa đâu. Bên này nè, tới mùa mà bí ngòi mà bán cây giống á. Đây, rồi. Bẻ. À, được, bẻ ngang luôn. Đứt luôn, bẻ ngang luôn. Kệ nó đi. Thì cái trái này nè.
rồi tách cái không thu hoạch nó bự, nó bự nữa là ăn không được, không ngon. Ở siêu thị nó bán cỡ này à, các bạn. Trái cũng khoảng 20.000 á. Rồi mình thu hoạch được 4 trái bí ngòi. Bí ngòi xanh không có. 4 trái bí ngòi vàng, 2 trái châu Âu, 2 trái Nhật. Ớt móng tay nè các bạn. Ớt móng tay này của Nhật nè. Mọc quá trời này, nó chịu đứt rồi đó. Rồi, đây. Mình thu hoạch được nhiêu đây nè. Nay ra vườn thu hoạch được nhiêu đây thôi à. Được ít. Nay thu hoạch được ít các bạn. Rồi mình chào các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.